Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, mưa vẫn sẽ xảy ra tại nhiều địa phương ở Nam Bộ trong chiều và đêm nay. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông do mưa lớn kết hợp với triều cường. Dự báo mực nước trên các sông tại phía Nam sẽ tiếp tục xuống nhanh. Sông hôm nay vẫn còn duy trì ở mức khá cao. Trước khi có mưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-33 độ. Hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có mưa trên diện rộng, trong đó trọng tâm mưa là khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định. Những địa phương này có mưa vừa mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Các địa phương còn lại mưa cũng rất lớn, lượng mưa từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hàng trăm trong 6 giờ, dễ gây ra lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập úng tại các vùng trũng thấp khu đô thị. Dự báo từ ngày mai, mưa lớn giảm dần. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa hôm nay sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.